tại một ngôi miếu mã tổ ở Trường Hóa, nhân viên của miếu đã bưng chiếc khay đựng đầy khẩu trang, hòa qua hương khói của hương lư. Phía miếu cho rằng hiện nay dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, vì thế họ muốn đưa ra khẩu trang mã tổ, dùng hương khói trong miếu hòa qua những chiếc khẩu trang này với ý nghĩa phù hộ bình an cho người đeo. Theo người dân cho biết, họ cảm thấy đến miếu có thể cúng, lại có thể cầu bình an, có thể lấy khẩu trang để đeo. Đó thật sự là một việc có ý nghĩa rất đặc biệt. Còn ở một miếu bảo sinh đại đế ở Trương Hóa, tuy không phát khẩu trang nhưng người dân có thể đem khẩu trang của mình đến để đóng dấu của miếu theo người dân cái dấu ấn của miếu cũng giống như là bù bình an hiện nay để phòng dịch ai cũng phải đeo khẩu trang mà khẩu trang đã đóng dấu còn thêm ý nghĩa phù hộ bình an coi như là ý nghĩa nhân đôi và cũng có một người dân khác bày tỏ đến cũng có thể lấy dấu ấn của miếu để đóng lên khẩu trang của mình khi đeo khẩu trang lên cũng giống như đã mang theo bù phù hộ của thần linh đó cũng là một cách an ủi tâm linh